sinh nhật thứ 60 của Từ Hy Thái Hậu và món quà độc từ Lý Liên Anh. Ông đã thả 100 con chim trong ngày đại lễ, nhưng những con chim bay ra ngoài một lúc rồi không lâu sau bay lại tìm Từ Hy Thái Hậu. Khi mọi người còn nghi ngờ, Lý Liên Kiệt quỳ xuống nói: "Lão Phật gia, cái này là những con chim biết ơn công phóng sinh, bay về để chúc mừng sinh nhật người." Sau đó, Lý Liên Anh tiếp tục mở ra món quà lớn thứ hai. Ông dẫn Từ Hy đến ao. Ngay khi bà đến, đàn cá ngay lập tức bơi lại kín mặt hồ. Điều này tượng trưng cho việc cho lòng trung thành và thủy chung son sắt đối với Thái Hậu. Ban đầu mọi người cứ ngỡ đó là chuyện ngẫu nhiên, nhưng thực tế tất cả đã nằm trong sự sắp đặt của Lý Liên Anh.